Rồi, hello, hello. Xin chào anh em nha. Mình Thắng Đậu, Cần Thơ nha. Lời đầu tiên mình gửi lời chào chúc sức khỏe đến anh em nha. Đây là bếp nhà mình chuẩn bị gần tới được nhà này nha anh em. Có nước nồi nha. Chịu rồi. Rồi, mình xin chào ha, xin cảm ơn gặp lại ha. Anh em nào có thiện chí thì giờ giúp lòng ha. Mình xin chào, xin cảm ơn.